Tại Philippines, Giáo hội Philippines khai mạc năm giới trẻ. Trong Thánh lễ trọng thể kính Chúa Kitô Vua, Giáo hội Philippines đã khai mạc năm giới trẻ, công bố ngày giới trẻ quốc gia năm 2019. Hội đồng Giáo mục Philippines đã chính thức công bố năm 2019 sẽ là năm giới trẻ và sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2019. Đức Tổng Giám mục Joseph Pama của Cebu cho biết, trong việc cử hành năm giới trẻ và ngày giới trẻ, chúng tôi cố gắng đưa những người bước theo Chúa Giêsu. Năm 2019, dành riêng cho những người trẻ, họ là tương lai mà còn là hiện tại của giáo hội. Với sự tham gia tích cực của người trẻ vào xã hội và trong đời sống của giáo hội, họ truyền cảm hứng cho chúng tôi việc phúc âm hóa và biến đổi xã hội. Đức Tổng Giám nói thêm rằng, Chúng tôi đang chờ đợi với lòng biết ơn và niềm vui ngày 16 tháng 3 năm 2021, kỷ niệm 500 năm Kitô giáo xuất hiện ở Philippines. Chúng tôi ghi nhớ với lòng biết ơn thánh lễ đầu tiên được cử hành trên đảo Limasawa vào chủ Nhật Phục Sinh ngày 31 tháng 3 năm 1521. Năm 2021 sẽ là một năm thánh lớn cho giáo hội ở Philippines. Được biết năm giới trẻ 2019 là một phần của hành trình 9 năm cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Chuẩn bị kỷ niệm 500 năm Đức Tiên Kỳ Tô Giáo được loan truyền ở Philippines sẽ được cử hành vào năm 2021.